Tiếp nối chương trình ngày hôm nay là một số thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 4 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm hay gọi tắt là ô cốp, cả nước đã có hàng nghìn sản phẩm được đánh giá từ 3 sao trở lên. Và việc này đã nâng cao thu nhập cho bà con, giữ gìn bản sắc văn hóa cũng như là khẳng định giá trị thương hiệu sản phẩm nông sản các địa phương. Mục tiêu của chương trình ô là phát triển sản phẩm ô cốp nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Chương trình phấn đấu đến năm 2025, ít nhất 10.000 sản phẩm ô cốp được công nhận từ 3 sao trở lên trong đó có khoảng từ 400 đến 500 sản phẩm ô cốp đạt 5 sao. Và thị trường vàng trong nước đã tăng tới 700.000 đồng trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi kim loại quý thế giới đã mất mốc 1.700 đô la Mỹ trên một ounce. Giới chuyên gia đánh giá trái chiều về triển vọng vàng trong tuần tới. Kết thúc ngày 8 tháng 10, các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC tại 65,5 đến 66,5 triệu đồng một lượng mua và bán, tăng 700.000 đồng một lượng so với thời điểm mở cửa phiên. Và hôm qua thì vàng cũng ghi nhận nhiều mức tăng giá. Khoảng cách hai chiều mua và bán hiện tại là khoảng 1 triệu đồng. Trong khi đó tính đến 6 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở trên Kitco ở mức là 1695 đô la Mỹ trên một ounce. Kim loại quý thế giới hiện đã mất mốc 1.700 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo tỷ giá đồng đô la Mỹ tại Vietcombank chưa thuế phí thì giá vàng SJC đang đắt hơn vàng quốc tế khoảng 17,5 triệu đồng một lượng. Trong khi đó tỷ giá cà phê trong nước hôm nay cũng dao động ở mức 46.400 đồng đến 46.800 đồng một kg và đã tăng 300 đồng một kg so với ngày hôm qua. Cụ thể giá cà phê tại các huyện Iazrai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, thành phố Giang Nghĩa và huyện Đắk Rấp, tỉnh Đắk Nông và một số huyện tại Con Tum đều duy trì ở mức 46.600 đồng đến 46.700 đồng 1 kg. Tại Lâm Đồng thì giá cà phê được thu mua với mức giá là 46.400 đồng 1 kg. Đối với thị trường cà phê thế giới, giá cà phê trên hai sàn đảo chiều tăng nhẹ trở lại sau nhiều phiên giảm liên tiếp trước đó. Tổng cục Hải quan Việt Nam cũng có báo cáo xuất khẩu cà phê trong tháng 9 đạt 92.550 tấn, giảm 17,76% so với tháng trước. Còn Hiệp hội Cà phê ca cao Vicofa dự báo, nếu giá cà phê xuất khẩu giữ nguyên ở mức cao, thì cả năm 2022, ngành cà phê của Việt Nam sẽ thiết lập được mức xuất khẩu kỷ lục là 4 tỷ USD. Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối dự báo giá bán lẻ các mặt hàng tại kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 10 có thể tăng mạnh và từ 300 đồng cho đến 2.200 đồng do giá dầu thế giới đã tăng rất mạnh. Và đây có thể sẽ là khả năng lần tăng trở lại sau 4 phiên liên tiếp giảm. Trong kỳ điều hành ngày 11 tháng 10, giá xăng dầu ở trong nước có thể tăng sau nhiều kỳ giảm do giá dầu thế giới xu hướng tăng trở lại. Mức tăng phụ thuộc vào diễn biến của giá thế giới hai ngày tới đây và việc điều hành quỹ bình ổn giá. Các doanh nghiệp dự báo giá tại kỳ điều chỉnh sắp tới với diễn biến hiện tại, giá dầu diesel có thể tăng từ 1.900 cho đến 2.200 đồng mỗi lít, trong khi xăng tăng khoảng 300 đồng một lít. Hiện giá bán các loại xăng dầu trong nước áp dụng theo mức giá điều chỉnh từ 15 giờ ngày 3 tháng 10. Theo đó thì giá xăng RON 95 ở ngưỡng 21.440 đồng một lít, xăng E5 RON 92 là 20.730 đồng một lít và giá dầu diesel là 22.200 đồng một lít. Hôm nay ngày 9 tháng 10, giá thép trong nước ghi nhận có xu hướng giảm mạnh. Trong đó thì giá thép hòa phát giảm sâu nhất là 310 đồng một tấn. À, qua đó thì giá bán ra chỉ rơi vào ngưỡng 15,12 triệu đồng một tấn. Ghi nhận trong buổi sáng nay, giá thép của tập đoàn Hòa Phát ở cả miền Bắc và miền Nam đều giảm. Giá thép cuộn CB240 giảm 200.000 đồng một tấn đối. Thép thanh vằn D10 CB300 giảm 310.000 đồng trên một tấn. Giá bán ra hai loại trên lần lượt là 15,02 triệu đồng và 15,12 triệu đồng trên 1 tấn. Còn đối với thép Việt Ý, giá thép CB240 giảm 150.000 đồng trên 1 tấn và D10 CB 300 giảm 310.000 đồng trên 1 tấn. Và sau khi điều chỉnh thì giá hai loại trên là 14,97 triệu đồng và 15,02 triệu đồng trên 1 tấn. Trong khi đó thì giá của loại thép khác như Việt Đức coi giá không thay đổi. Sau kỳ điều chỉnh tăng vào ngày 13 tháng 9 giao động quanh mức là 15 cho đến 16 triệu đồng trên một tấn. Thưa quý vị, theo tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV, chi phí khai thác than ngày càng tăng, nhưng vì phải đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính phủ giao, tập đoàn phải chịu thiệt thòi rất lớn khi mà giá bán than cho các hộ tiêu thụ chưa theo giá thành sản xuất, nhất là than bán cho sản xuất điện. Theo TKV, chi phí khai thác than ngày càng tăng, nhưng vì phải đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính phủ giao, Tập đoàn phải chịu thiệt thòi rất lớn khi giá bán than cho các hộ tiêu thụ chưa theo giá thành sản xuất, nhất là than bán cho sản xuất điện. Với việc giá bán than không được tính đủ các chi phí sản xuất, khiến tập đoàn chịu thiệt lớn khi sản lượng than cho sản xuất điện chiếm tới 80% tổng sản lượng khai thác, chỉ có than xuất khẩu thì được bán theo thị trường thế giới, nhưng sản lượng của than xuất khẩu chỉ chiếm khoảng trên 10% trong tổng lượng khai thác của tập đoàn. Biến đổi khí hậu ngày càng thường xuyên và trầm trọng, thời tiết ngày một khắc nhiệt hơn, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh hơn. Điều này đang đặt ra những thách thức mới về ứng phó biến đổi khí hậu đối với ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Và tại Việt Nam thì nhiều công nghệ mới đang được áp dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng với mục tiêu cách nhiệt, bảo ôn, tiết kiệm chi phí điện năng, thiết bị làm mát để giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Và đây được xem là xu thế tất yếu khi thủ tướng chính phủ đã cam kết mạnh mẽ tại COP26 góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Dây chuyền sản xuất banner cách nhiệt, bảo ôn hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay. Các vật liệu tấm lợp, banner và các sản phẩm cách nhiệt, bảo ôn khác của Tonmart Group là giải pháp cách nhiệt, bảo ôn tối ưu giúp cho các công trình sử dụng vật liệu xây dựng tiên tiến, chất lượng cao, đặc biệt là thân thiện với môi trường sản phẩm của chúng tôi là sử dụng cái chất polyurethane là cái chất mà gọi là chất PU mà cách nhiệt và bảo ôn dành cho tủ lạnh và các bình nóng lạnh thì đương nhiên là nó là sản phẩm sạch. Tuy nhiên thì trước đây cái sản phẩm này có dùng một chất trợ nở là chất một b là cái chất là sắt CFC mà PVC theo cái nghị thư trên thế giới mà Việt Nam có tham gia thì cái chất đó là bị cấm bởi vì ảnh hưởng đến tầng ozone và chính vì thế từ năm 2012 ấy, là chúng tôi đã tham gia vào chương trình này và thay thế cái chất uh, 141B tức là có chứa HCFC ảnh hưởng tổ run bằng cái chất xích và hiện tại chúng tôi có một cái bồn ngầm 35 khối uh, nằm tại khuôn khu viên nhà máy để mà cung cấp cái chất đó này là cái chất mà không ảnh hưởng đến tổ run không ảnh hưởng đến môi trường. Thì, thiết kế cũng theo các doanh nghiệp, khi biến đổi khí hậu ngày càng thường xuyên, việc ứng dụng các sản phẩm cách nhiệt, cách âm tiên tiến, thân thiện môi trường sẽ giúp các nhà máy, công trình, tòa nhà tiết kiệm được đáng kể chi phí hoạt động. Từ ngoài trời mà vào trong nhà sau khi sử dụng tấm tôn mát có thể giảm tiết kiệm được nhiệt độ từ 5 đến 7 độ C thì nó đã tiết kiệm được rất nhiều cái điện năng phục vụ cho điều hòa thông gió trong không gian sản xuất của các nhà máy và của không gian phòng ở của các cái công trình dân dụng hiện nay việc sử dụng các sản phẩm tấm lập panel cách nhiệt bảo ôn khi xây dựng nhà xưởng phòng sạch kho lạnh đang là xu hướng trên thế giới loại vật liệu này có nhiều ưu điểm như thân thiện với môi trường tiết kiệm điện năng đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động trong các nhà xưởng khu công nghiệp chống lại thời tiết nắng nóng oi bức bên cạnh đó khả năng cách âm chống ồn vượt trội của các sản phẩm tấm lập panel cách nhiệt bảo ôn giúp không gian bên trong căn phòng yên tĩnh không bị tác động bởi tiếng ồn bên ngoài truyền vào nhiều nghiên cứu cho thấy, nhà ở, nhà máy, công trình xây dựng chiếm tới gần 1 phần 3 lượng phát tán khí gây hiệu ứng nhà kính trên quy mô toàn cầu. Vì vậy, việc cải tiến trong lĩnh vực xây dựng như tăng cường hệ thống bảo ôn, các loại nhà sử dụng vật liệu xây dựng, môi trường xanh sẽ tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu và giảm mức phát tán khí thải điều này đang góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải dòng bằng không vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam tại COP26. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Ngân hàng Sài Gòn Thương tín cho biết, trước đây thì vay nước ngoài chỉ là 3,4%, bây giờ một hợp đồng vay của nước ngoài ít nhất phải là 7% đối với đồng đô la Mỹ. Thời gian vừa qua thì ngân hàng nhà nước đã tăng lãi suất 0,5% thì lập tức các ngân hàng cũng phải tăng lãi suất huy động của người dân gửi. Theo bà Diễm thì hiện đối với ngành ngân hàng, điểm nghẽn cần tháo gỡ thứ nhất là phải giải quyết đồng vốn và thủ tục pháp lý cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Lý do là lĩnh vực này thì rất hạn chế, nhưng nếu không khơi thông nguồn vốn cho lĩnh vực này thì nền kinh tế của chúng ta sẽ rất khó phát triển. Điểm nghẽn thứ hai là hành lang pháp lý đối với công tác chuyển đổi số, đối với những công ty tài chính với những ứng dụng công nghệ thì rất cần những hành lang pháp lý để ổn định trong quá trình phát triển hệ thống. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, ông Hồ Thanh Tùng, tổng giám đốc của tập đoàn CMC cũng cho rằng các biến động về tiền tệ, về lãi suất, ví dụ như là phép tăng lãi suất và dự kiến sẽ tăng, sẽ tác động đến nền kinh tế của Việt Nam. Vừa lập đỉnh 10 năm ở mức 8,44% một năm, lãi suất liên ngân hàng đã giảm về 7,86% một năm sau động thái liên tục bơm thanh khoản của cơ quan điều hành tiền tệ. Vâng, theo đó thì các ngân hàng đã vay mượn qua đêm 242.383 tỷ đồng với lãi suất là 7,86% một năm, giảm 0,58 điểm phần trăm so với trước đó. Lãi suất các kỳ hạn khác như là một tuần, hai tuần cũng lần lượt giảm. Trước đó thì lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã tăng gấp hàng chục lần chỉ trong gần 3 tháng khi nửa đầu tháng 6 Lãi suất này ở dưới mức là 0,5% một năm. Lãi suất các kỳ hạn 1, 2 tuần cũng tăng gấp cả chục lần. Và lần này tuy đã hạ nhiệt song mức lãi suất này thì vẫn còn duy trì ở cao. nguyên nhân khiến lãi suất ngân hàng và tỷ giá hạ nhiệt được cho là do ngân hàng nhà nước không phát hành tín phiếu hút tiền về như trước. Mà thay vào đó là việc bơm dòng lượng tiền lớn qua thị trường mở để tiếp sức thành khoản ngắn hạn cho hệ thống. Ngoài ra lượng tiền bị hút bớt về trước đó qua tín phiếu đã tạo thêm nguồn cung cho hệ thống Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 năm 2022 là gần 1,06 triệu người giảm 13.900 người so với quý trước và đặc biệt là giảm 658.100 người so với cùng thời điểm năm trước Trong quý 3 năm 2022 tình hình thất nghiệp của người lao động vẫn tiếp tục duy trì xuống giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 năm 2022 là gần 1,06 triệu người, giảm 13.900 người so với quý trước và đặc biệt giảm 658.100 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 năm 2022 là 2,28%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu thanh tra kiểm tra các vi phạm trong việc tách thửa, phân lô bán nền làm phá vỡ quy hoạch và ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi san lấp ao hồ bờ sông bờ suối để phân lô bán nền xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định đồng thời các đơn vị chức năng được giao sẽ thanh tra kiểm tra ra soát các dự án có sử dụng đất không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng các dự án chậm làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà ở bên cạnh đó các đơn vị cũng thanh tra kiểm tra các vi phạm trong việc tách thừa phân lô bán nền làm phá vỡ quy hoạch ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, công tác xác định giá đất, công tác thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ven biển tỉnh Quảng Nam từ phố cổ Hội An đến thành phố Tam Kỳ là vùng kinh tế trọng điểm của địa phương. Đây cũng là khu vực có hàng loạt dự án đã triển khai và ngàn hộ gia đình nằm trong diện phải giải tỏa. Tuy nhiên suốt nhiều năm nay, những hộ dân nằm trong vùng dự án chưa được tái định cư. Nhiều gia đình đang phải sống trong những ngôi nhà mục nát, đứng trước nguy cơ đổ sập bất cứ nào. Nội dung được phản ánh và đề cập trong dòng thời cuộc sống ngày mai, ngày 10 tháng 10.